công ty người ta chuyển qua ăn thép nên không cần bắt cá. Ngư dân xót xa, thôi đừng buồn nha. Chất độc thải ra chỉ 300 tấn cũng còn ít ha. Chọn nha, muốn thép thấy cá. Muốn thép thấy cá. Muốn thép thấy cá. Giờ ngư dân ăn thép như thịt gà. Muốn thép thấy cá. Hôm nay thép tươi ghê nha. Muốn thép thấy cá. Giờ sáng mắt ra. Giờ sáng mắt ra. Nha, muốn thép thấy cá. Nên là mình nha. Đến nay chúng ta vẫn săn vẫn ăn loài cá. Chọn cá nha. Chọn cá nha. Đi mà, chọn cá nha. Vì tôm cá. Đi mà, chọn cá. Không ai trên bờ dù cho đang nóng, xung quanh toàn xác cá. Không ai dám ra, ai liều thì ra. Đưa chân xuống biển là chân lên ghé. Độc lắm ha. Chọn nha. Muốn thép thấy cá. Muốn thép thấy cá. Chài lưới khó khăn, giờ hết kiếm ăn sao mà đắng. Chờ sáng mắt ra. Chờ sáng mắt ra. Muốn thép thấy cá. Chờ sáng mắt ra. Giờ sáng mất ra. Nha, muốn thép thấy cá. Nên là mình nha. Đến nay chúng ta vẫn săn vẫn ăn loài cá. Chọn cá nha. Chọn cá nha. Đi mà, chọn cá nha. Vì tôm cá. Đi mà, chọn cá.